Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 1 trang 115 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Bài 1, hãy vẽ pháp một lục giác lồi, hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi. Thì ở đây, như chúng ta đã biết, lục giác lồi chính là hình có 6 cạnh, đúng không các em? Vậy thì ở đây, cô sẽ tiến hành vẽ một lục giác lồi như sau. Đây, đây sẽ là một lục giác lồi. Và bây giờ cô ký hiệu các đỉnh ở đây sẽ là A, B, C, D, E, G. Tức là ở đây chúng ta được là A, B, C, D, E và G. Thì quan sát trên hình, thứ nhất, lục giác lồi của chúng ta là hình có 6 đỉnh, 6 cạnh, đúng không em? Mà các cạnh ở đây thì chỉ cắt nhau tại một đỉnh, đúng không? Hai cạnh sẽ cắt nhau tạo thành một đỉnh. Và lúc này thì các em nhận thấy được là không có hai cạnh nào cắt nhau tại một điểm, mà điểm đó thì không phải là đỉnh, đúng không? Thứ hai, đó là khi cô coi một cạnh ở đây là một bờ của một nửa mặt phẳng ấy, thì lúc này ví dụ cô coi EG ở đây là bờ, đúng không? Thì các em nhận thấy được lúc này cái đa giác lồi này của chúng ta làm hoàn toàn về một nửa mặt phẳng, đúng chưa? Vậy thì ở đây cách nhận biết một đa giác lồi, thứ nhất đó là hai cạnh thì chỉ cắt nhau tại một đỉnh, đúng không? Thứ hai là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng, có bờ là một cạnh bất kỳ của đa giác. Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ nêu cách nhận biết đa giác lồi như sau. Ở đây, thứ nhất là các cạnh chỉ cắt nhau tại các đỉnh. Rồi, chỉ cắt nhau tại các đỉnh. Tức là không có cạnh nào cắt nhau tại một điểm mà không phải là đỉnh, đúng không? Hay ở đây các em sẽ mở ngoặc ra. Nghĩa là không có cạnh nào cắt nhau tại một điểm mà không phải là đỉnh. Rồi, yếu tố thứ hai đó chính là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa một cạnh tùy ý của đa giác. Tiếp theo ở đây là đa giác luôn nằm trên một nửa mặt phẳng. Cô viết tắt chữ mặt phẳng nhé. Có bờ là đường thẳng chứa một. Ở đây có bờ là đường thẳng chứa một cạnh bất kỳ của đa giác. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài số 1 trang 115 sách giáo khoa toán 8 tập 1.